Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp một cái dự án nữa là con Chronos iRock, cái dự án là CRO. Dự án này sẽ phát khoảng 10 CRO tương đương với khoảng 4,5 đô la nhé các bạn nhé. Thì các bạn sẽ chatbot theo hướng dẫn của mình. Mình nghĩ là cái dự án này lại dùng đích ở sàn JustSwap thôi và Uniswap chứ. Các bạn đừng không xem đi. Ở đây thì các bạn sẽ tập cái này vào nhé. Đấy, ở đây thì là cũng sẽ có một số nhiệm vụ như sau, các gọi tên của anh thôi các bạn nhé. Các bạn join cho mình hai cái group nhé. Với lại thì mọi người sẽ ấn luôn. Đây tiếp một cái nữa nhé. Đây cái website của mình. Đây rồi mọi người in. Không biết bỏ con nào luôn mọi người. Sẽ phải ghi một group đi. Rồi. Thế lại mọi người sẽ đứng luôn. Đây dự án của nó đây. Họ có thể check qua cái thông tin nhé. Nó khá là đời. Các bạn sẽ check qua thông tin của dự án đây. Ok, các bạn sẽ follow Twitter. Đón tên vào nhé. Các bạn follow thông tin này. Các bạn lấy vào tên này. Mọi người copy lấy tên và đăng vào bot nhé. Mạng đấy, bắt đầu nó lại dừng luôn rồi. Chán các anh các chị quá, làm ăn chán thế này thì biết bao giờ mới kiếm được tiền. Mình sẽ giới thiệu thêm một hai dự án nữa chẳng hạn luôn nhé. Vì mấy con này thì cũng là khá là đơn giản mọi người ạ. Mọi người vào xem cái video xong rồi các bạn sẽ chat bot luôn một thêm nhé. Ơi là đơn luôn rồi. Sao vậy? Đai rồi. Trời ạ. Mẹ. Lúc người ta ghi video thì ông đi đâu rồi như là cạch. Con nát chán nhưng mà không con nát của đời bạn. Đây là con bật thì để sao cái nào xem. Thử sao cái nào xem. Ôi. Ok, nếu không ok thì bảo nhau một cái thôi. Cần gì khó nhau nhỉ. Bảo nhau là tao, boss của tao không còn chấp nhận nữa rồi, thế là thôi out thôi. Vì cứ đơ đơ ra, khó nhau vậy. Nào, chẳng lại phát nữa thì có chưa đi. Run. Run. Chết này. Thế. Đây nữa, các bạn theo dõi nốt cái group này nhé. Đây là các bạn đồn tí. Trời ơi. Đấy, cho nó khỏi phải còn khó nhau này. Các bạn đừng gửi gì ở trên sàn các bạn nhé. Các bạn gửi gì MetaMask cho mình. MetaC, MetaMask. Đây, các bạn copy ví. Tích vào bot là xong thôi. Gì nó cứ phải làm khó nhau lắm nhỉ. Đấy, các bạn copy để link giới thiệu bạn được tham gia được nhé. Ok, như thế là đã xong cái dự án đầu tiên là con CRO nhé, 4,5 đô la CRO. Tiếp theo nữa là cái dự án thứ hai nha. Con này là con
DFI Matrix, nó như kiểu gọi là cái dự án đầu tiên mọi người. Thì các bạn chatbot luôn một thử nhé. À, con này thì các bạn giờ yêu cầu chỉ là join. À, con này join thì nhé mọi người. Các bạn làm gì của mình vào đây vẫn là cái gì lúc nãy đấy nhé, từ EDC20 đấy. Các bạn thấy không? Ok. Thì đây nó sẽ thành ở đây. Dự là cái sàn này sẽ list vào ngày 23 tháng October. Thì các bạn sẽ chia sẻ hình như là các bạn nhận được từ IROP khoảng 2001 EFI IROP sập lưu là khoảng 2500 tới đồng này. Đó, là khoảng 50 Ether nhé. Các bạn cứ cái con này thì khá là đơn giản, các bạn chỉ cần làm thế thôi, copy được link giới thiệu bạn bè tham gia được, hoặc là các bạn có thể chia sẻ được Facebook hoặc Twitter nhé. Đó, thế đã xong cái dự án, đây là dự án thứ hai. Tiếp theo một cái dự án thứ ba nữa, cái con này thì đã hết rồi nhé. Dự án thứ ba là cái dự án này, các bạn sẽ nhận được 10 ESF tương đương với khoảng 50 đô la. Thì các bạn sẽ có chatbot. Con này thì là con chatbot nha mọi người. Hai con chatbot và một con giản đấy thôi. À, các bạn vượt qua captcha nha. Kích vào đây này. Mọi người sẽ thấy cái con xe nhỉ, xe buýt nhỉ. Ở đây có con xe là mình cứ tích vào đấy thôi. Next. 1, 2, 3, 4. Check. Rồi đánh submit nha. Quay lại bên này thì mọi người sẽ ấn vào đôn. Rồi check. Check rồi đấy. Rồi ấn continue. Đấy, các bạn sẽ theo dõi Telegram thôi. Trời ơi, ông cho theo ở đây luôn đi, được ông bắt tôi đi tận đâu vậy? Có cái thì nó ấn vào phát là theo được luôn mà nhỉ? À, ở đây là cũng theo được. Đấy, đấy, nó lại ra cái này chứ. Mọi cái là ấn phát là vào luôn. Đây. Mọi theo nhé. Theo group này. Đấy, hai cái group ở đây. Rồi này. Eo. Làm bị bực mình rồi. Thực sự là mình rất bực mình, mình sẽ phải thay cái con Telegram này thôi. Đầy quá rồi, không chịu được nữa rồi. Đây nhé các bạn nhé, các bạn theo cái này. Copy này, mọi người vào đây. Ôi, bực mình ghê cơ. Đây, có hai con này thì các bạn theo nốt. Rồi. Còn lại mình được theo nốt. Con này. Còn bên dưới nữa này. Rồi nốt đi. Trời ơi. Đáng mơ rồi. Ấn vào Twitter, mọi người theo dõi Twitter nhé. À, đây này là cái gì nữa à? Catherine Pinner Code. Ok, cứ submit. Twitter username. Ok, hello. Đánh vào đây này. Twitter để ở đây nha các bạn nhé. Các bạn copy đánh vào nhé. Nói chung mấy cái con này khá là đơn giản. Tại vì cứ hay mắc cái lỗi này là mình cứ hay bị mất mạng rồi. Hết truyền nhân. Con này ghê nhỉ, mười mấy người, nghìn người tham gia ấy mọi người ạ. Các bạn copy này lên để các bạn đã red stream ấy, tin là có rồi. Ok. Đôn. Giải lý thôi, đúng không? Vẫn là cái lý lúc nãy nha các bạn nhé. Ba dự án để sử dụng lý này. Ok, đây của đây đã là xong. Đã hoàn thành 3 dự án. Ok. Link test của đây nha các bạn. Các bạn copy được link giới thiệu bạn bè của mình tham